Chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Cocktail chính ngày hôm nay sẽ là một những cocktail của những năm 70. Hào sẽ đưa các bạn trở về với thành phố San Francisco của nước Mỹ, nơi mà cocktail đã ra đời. Cocktail được mang tên Lemon Drop. Lemon Drop là một trong những classic cocktail với vodka base, có nghĩa là vodka sẽ là cái loại liquor chính, nên chúng ta sẽ cần vodka, triple sec, và dĩ nhiên là không thể thiếu lemon, simple syrup, và cuối cùng là mình sẽ cần đường thế này để garnish ở cuối trong cái miệng ly của martini glass. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hành làm Lemon Drop. Sun is coming up again, looking like it's gonna be a problem, cause I'd be lying to you if I said this ain't a thing and I've been looking for a new one. I keep on waiting for the weekend, gonna hit you up and tell you that I want you, cause I just wanna feel like this again. Oh, 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 all I wanna do is feel awesome. Yeah, 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 all I wanna do is feel awesome. Can you make me feel awesome? Up and down, side to side, and then back and forth. Up all night again, me and you, left and right. And then, whoa, 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 whoa. Up and down, side to side, and then back and forth. Up all night again, me and you, left and right. And then, whoa, 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 whoa. All I wanna do is feel awesome. All I wanna do is feel awesome. All I wanna do is feel awesome. I'm in an Uber to your place again. Had a couple fucks but I lost them. I'm sleepwalking in the dark again. Whatever you got, baby, I want one. And now I'm fighting for the sheets again. Sleeping in your bed like I ain't got one. I just wanna feel like this again. Oh, oh, oh. All I wanna do is feel awesome. Yeah, yeah, yeah. All I wanna do is feel awesome. Baby, can you make me feel awesome? Up and down, side to side, and then back and forth. Up all night again, me and you, left and right. And then whoa, whoa, oh, whoa. Up and down, side to side, and then back and forth. Up all night again, me and you, left and right. And then whoa, all I wanna do is feel awesome. Wow, thú thật với tất cả các bạn là Hào đi làm bartender từ đó bây giờ, Hào chưa có bao giờ mà thử uống một ly lemon drop. Mặc dù là mình biết là sẽ làm thế nào cho nó ngon hoặc là làm sẽ thế nào cho nó ra đúng sản phẩm, nhưng mà hôm nay là cái lần đầu tiên mà Hào tự làm một ly lemon drop và tự uống và tự thưởng thức. Và hôm nay Hào sẽ nói cho cả các bạn nghe là tất tần tật về cái ly cocktail này nhé. Cái lý do mà Hào không uống lemon drop á là, hoặc là dạo gần đây Hào cũng không có uống rất là nhiều cocktail, tại vì ở trong cocktail có rất là nhiều đường, nhiều calories, mà đang cố gắng là siết cơ nên sẽ không có muốn uống bổ sung vào mình nhiều đường hơn là những cái gì mình cần thiết. Ok, bây giờ mình sẽ nói về cái lịch sử của cocktail này nhá. Lemon Drop được ra đời ở San Francisco, nước Mỹ vào những năm 1970. Một người đàn ông mang tên là Norman J. Hobday. Ông này là một người cựu chiến binh ở chiến tranh Việt Nam, chính là Việt Nam, nước của chúng ta đó các bạn. Thì ông này là làm bartender ở một cái tiệm tên là Henry's Africa ở San Francisco. Thì khi mà ông làm ra cái món này đó, thì sau một khoảng thời gian rất là ngắn thôi đã trở nên rất là phổ biến, và cho đến thời điểm ngày hôm nay, đến tận bây giờ thì những người phụ nữ là cái số đông mà họ thấy là order cái lemon drop này, nhất là những người phụ nữ của người Mỹ da trắng ha, thì họ rất là thích uống lemon drop. Một điều có thể là đơn giản để mà có thể diễn giải là, thứ nhất là phụ nữ rất là thích uống lemon drop, và thứ hai là người Mỹ rất là thích uống vodka. Và một điều nữa là cái cocktail này nó rất là ngọt,
không phải là rất là ngọt, nhưng mà nó ngọt nữa là vì do là bạn có một cái rim, một cái viền của cái đường ở đây làm cho cocktail nó ngọt hơn. Nhưng mà hồi nãy khi mà Hào thử á, cái khi mà uống ngay cái chỗ cái rim này á, thì Hào mới biết được là thực sự là cái cảm giác khi mà bạn đụng ăn khi có đường và uống cocktail á, nó cảm rất là vui và rất là ngộ các bạn ạ, thú vị á. Hào thấy sử dụng cái từ thú vị ở trong cái video của mình, các bạn có thấy. Thì Hào cảm giác như là bạn nhớ ngày xưa mình có một cái loại bánh, nó phải ngày xưa nữa mà là ngày xưa Hào rất là thích ăn một cái loại bánh cái dài dài này, bên Mỹ gọi là finger lady, leading finger, something like that. Thì ở trên lớp nó có đường, còn không là một cái miếng bánh dẹp hình vuông mà ở trên nó có đường, thì rất là thích ăn cái đó tại vì nó ngọt và cái khi mình cắn vào cái đường á rất là ngộ, rất là thú vị, đúng không ạ? Thì nghĩ đó là lý do tại sao mà lemon drop là phổ biến cho những người phụ nữ mà yêu thích vodka và yêu thích lemon. Nói về mùi vị của cái cocktail này á, thì nó có một cái hương chanh vàng thoang thoảng, mà nếu như mà bạn làm cái hương màu chanh, chanh màu xanh là chanh người Việt Nam mình á, hoặc là bên này gọi là chanh mễ á, thì chanh đó có cái mùi và cái tông nó lạnh hơn là cái của chanh vàng này, nên là bạn để ý là lemon drop sẽ giống như là kamikaze hoặc là Cosmo, mà để cranberry thì sẽ thành Cosmo, đúng không ạ? Nhưng một điều khác hoàn toàn ở đây là nếu mà bạn làm một cái lemon drop và một cái kamikaze để kế bên, mặc dù là hai cái này là công thức y chang nhau, chỉ có khác là khác cái trái chanh thôi, nhưng mà bạn sẽ thấy được cái mùi vị của nó có một sự khác biệt hơi rất là rõ rệt luôn. Bởi vì như thế này chỉ dễ hiểu nhé, theo nghĩ thì bạn cũng biết là màu, đúng không ạ? Thì màu, những cái màu như là màu xanh ha, thì nó được thuộc về màu lạnh. Những cái màu như là từ màu vàng đến màu đỏ thì nó sẽ được thuộc về màu nóng. Thì ở đây cái màu là hai màu lạnh và nóng, thì khi mà hai cái chanh, này bạn để bơ hai bên với nhau á, thì cái vị của nó có cảm giác như là một bên á thì cái vị của nó lạnh hơn, một bên thì cái vị nó nồng vị cam chanh hơn, và cộng vào đó là triple sec là một trong những cái thành phần mà tạo nên cái mùi vị đặc trưng của lemon drop. Ngoài ra đó thì người ta rất là thích dùng lemon drop để làm shooter. Thì các bạn có nhớ coi một cái tập Hào làm kamikaze ha, khi mà Hào làm một cái shooter đó, thì shooter là những cái shot nhỏ khi bạn đi vào trong những quán bar ở bên bên nước ngoài á. Không biết là ở bên Việt Nam mình có bắt đầu làm hay là các bạn có làm cái đó không, là bạn sẽ đưa rượu miễn phí cho khách uống, là chỉ làm những cái shot nhỏ thôi, dù bạn thích ai đó ngồi ở quán bar của bạn mà nói chuyện thì gọi là shooter ha. Hoặc là một cái group bạn, một cái đám bạn đi chơi trong quán bar giữa trường thì order shooter thay vì mình take shot vodka thì nó nhiều quá, thì uống cái này nè nó dễ uống mà nó lại vui hơn là take shot vodka thì gọi là shooter. Những cái tips mà dành cho các bạn bartender mà mới vào nghề hoặc là các bạn muốn tìm hiểu thêm, thì cái cách mà Hào làm lemon drop đó là Hào sẽ để một chút simple syrup, là các bạn có thấy đó, thì cái simple syrup này sẽ giúp đẩy cái vị chanh lên, đẩy cái hương cam thảo của vị chanh lên, nên là có nhiều người sẽ không để simple syrup khi mà bạn làm cái cocktail này thì cũng được, bạn không phải cần, bởi vì cái đường này nó sẽ làm cho cái sự cộng hưởng của cocktail nó sẽ hợp nhất khi mà bạn sip cái ngụm đầu tiên. Nhưng mà nếu mà bạn để một chút simple syrup thì bạn cứ tin thật đi là nó sẽ giúp cho cocktail này có cái mùi vị nó đậm đà hơn rất là nhiều. Một điều nữa là bạn thấy là Hào chỉ làm nửa cái sugar rim thôi, tại vì ngày nay giống như là Hào một cái con người là không có thích uống ngọt hay là thích là để nhiều đường ngọt vào trong cái đồ ăn và thức uống của mình, thì có khi là Hào sẽ không order cái này với sugar rim, nên là Hào chỉ để sugar rim ở nửa cái ly thôi, nhưng mà cố gắng làm sao cho nó đẹp ha. Nãy Hào làm cũng không có đẹp lắm. Còn nếu như mà người nào mà order mà không có sugar rim á, thì bạn có thể để một miếng miếng chanh mỏng bạn để lên, hoặc bạn gắp một cái chanh, một cái wedge, một cái cục chanh để lên để trang trí thành garnish. Nhưng mà những cocktail mà có sugar rim rồi thì mình sẽ không có garnish thêm, nó sẽ rất là rườm rà và rắc rối, bởi vì cái sugar rim nó đã đẹp rồi. Đúng là khi mà uống á, mình phải uống cái khúc mà có đường á thì nó mới ngon nha, cocktail mới đúng nghĩa là lemon drop. Còn nếu mà mình chỉ uống như vậy thôi thì nó gần giống như là kamikaze, nó không có gì đặc biệt thú vị hết. Bạn hôm nào ra quán bar thử kêu một ly lemon drop ha, rồi nhớ là để lại những comment rồi review cho Hào. Ok, tập đến đây cũng đã hết rồi. Và nếu như các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like nè, subscribe và chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment cho Hào. Bạn có câu hỏi gì, bạn muốn làm Hào làm cái cocktail gì, hoặc là bạn có những ý kiến như thế nào, thì nhớ là để lại comment cho Hào nhé. Và những cái comments cũng như những cái like và nhớ là share kênh YouTube này giúp Hào, thì đó là cái động lực mà để cho Hào làm thêm những cái tập tiếp theo. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào và Mix It Up. Bye.